Năm mừng. Mừng đúng không? Hôm qua ba ruột qua tiếp mà ổng già ổng nói trời được cái nhà tao mừng quá. Ngon. Ổng đi đám cúng cơm vậy cả xiết xiết cũng thay đồ ổng qua ổng phục tiếp. Tới chiều tối luôn. Chứ lát chiều chú đi ngang là mới qua chút xíu. Ba ruột. À. Dạ. Ổng sáu mấy tuổi mà ổng đào đất ổng nói ghiên không nổi thấy ba đào cho tụi mày ghiên. À. Dạ. Cả nhà đào á khiên hết. Dạ, khiên hết. Cho nên tôi trích góp cho trong những cái hành trình tôi đi bán khẩu trang thì tôi trích ra được mỗi hộ 2 triệu thôi. Thì ở đây là để mà chia sẻ đến gia đình anh. Cà Mau, nơi tận cùng của Tổ quốc, là vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt bao đời. Nhưng cái nghèo, cái khó của bà con vùng sâu, vùng xa đất mũi vẫn là những câu chuyện khiến người ta phải nghẹn lòng. Đến với chương trình Tiếng Rào Cuộc Đời, khán giả sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đời thường, những khung cảnh chân thật nhất của cuộc sống bà con vùng sông nước. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem chương trình Tiếng Rào Cuộc Đời. Sẽ không còn căn nhà lá sập xệ, sẽ không còn bị dột mưa. Những bữa cơm của mẹ con chị Chi từ nay cũng đầy đủ hơn. Cả gia đình ai nấy đều nôn nao hào hứng, chuẩn bị cho ngôi nhà mơ ước bấy lâu. Mừng lắm rồi. Hôm qua ba ruột qua tiếp mà ổng già ổng nói trời được cái nhà tao mừng quá. Ngon. Ổng đi đám cúng cơm vậy cả ổng xiết xiết cũng thay đồ ổng qua ổng phục tiếp. Tới chiều tối luôn. Chứ lát chiều chú đi ngang là mới qua chút xíu. Ba ruột. À. Dạ. Ổng sáu mấy tuổi mà ổng đào đất ổng nói ghiên không nổi thấy ba đào cho tụi mày ghiên. Vui quá sao bà con ơi, hôm nay Tám Sang quay trở lại Tiếng Rào Cuộc Đời nha quý vị khán giả. Giờ Sang quay trở lại nhà của em Chi đó, cát đá gạch vận chuyển bằng ghe vô trong này đi đó, đường xá rất là xa xôi đó, không phải gọi là đường xá nữa mà là đường thủy đó, bà thủy trong này đầy nhóc luôn đó. Bữa nay là ban đất rồi xi măng đất cát này chảy này biết làm gì không cả nhà. Đang đổ đất, đổ đa cát đá để mà còn trộn hồ nữa đó. Cho nên ở đây đất không mà không có thể nào trộn được. Xi măng đã đem về cái đóng rồi nè. Ở cả nhà thấy không? Đó, cái chòi của ba mấy bà cháu mấy mẹ con dọn ra đây ở rồi. Rồi. Chị ơi, bữa nay có gì ăn chị ơi? Đó, đất. Đất mình xúc len len đem lên đó, xúc ở dưới sát bờ sông á, xúc đem lên đắp được như đây nè, phải nâng cái nền cao lên, cái nhà chi nó thấp chấm mà đó, cái gì thấy không,
bao nhiêu là đất là biết bao nhiêu cộng. Con hay gọt đi. Đó, nửa cái nền nhà của chi nó lên tới đây nè. Nửa là lót gạch bông. Có gạch luôn. Chị ơi. Dạ. Này có gì ăn ngon vậy? Dạ. Này nấu gì ăn ngon vậy? Dạ nó kho tàu chú ơi. À, kho cho mấy anh em thợ ăn hả? Dạ. Bữa mà chú cái mua đồ đó rồi cái chưa có mua, không có xe đi, rồi sáng cháu đi cái con gửi. Ồ. Rồi thợ có ăn thì mình nấu ấy cho thợ ăn luôn. Ừ, làm về để cho thợ ăn luôn. Dạ. Lấy cho anh ăn ké coi. Dạ. Lấy cho anh ké không? Hello con. Biết ai không? Dạ biểu. Hai đứa ra đây. Không biết ai không? Nên nữa rồi. Coi chừng nó phỏng cái mỏ mua 3 tỷ á. Cái mỏ để dành đi nói chuyện cho bà con nghèo, mất cái mỏ này coi như là xong á. Tại trời là Phật đường nóng nha ông nội. Trời ngọt quá Chi ơi. Dạ. Này nấu chè hả? Đưa miếng mắm nêm cho. Dạ. Lấy cái chai nước mắm cho ông chú đi con. Nghe. Lấy nước mắm cho ông Tám con. Dạ đây. Dạ đây ông Tám biểu. Dạ ông Tám biểu. Con ăn cơm chưa? Ừ. Dạ đây. Con ăn rồi nè. Chưa là nãy con ăn cái gì? Hả? Nãy con ăn cái gì? Nãy con ăn gì? Tám hỏi kìa. Ừ. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Nãy ăn cơm cái gì? Con. Ăn mì hả? Con ăn mì. Ăn mì ăn thịt kho. Ăn mì rồi hả? Sống ăn thịt kho. Ôi nấu món bỏ đường hết chút xíu bỏ ngọt ngay à. Ôi kho thịt tưởng là kho chè. Tí ơi. Lấy ăn cơm với ông Tám không? Ngồi thịt kho là cũng Tám mới mua 3 tỷ đó con. Ngon lắm. Nghe mấy vậy? Này biết nãy kho thịt điện hốt mới trái dừa vô kho nước dừa mà nước dừa nó để lâu được. Anh giờ bên ngoài anh Minh đường đường cũng đầu bếp của nhà hàng Sâu Quả về đây nha anh Minh. Anh đừng khi dễ em nha anh Minh. Bỏ như nước mắm vẫn còn như chè. Giờ có nói chồng báo chồng vui có chuẩn bị có nhà mới chưa? Dạ có biết rồi. Biết chưa? Dạ về rồi. Đang vô hả? Dạ vô rồi, nãy qua bên ba mẹ con bảnh ăn chân cá. Vô phải không? Dạ. Rồi mốt cất nhà xong hấp hôn luôn đi hai chồng bay. Có nói có chuẩn bị có ghe mới luôn không? Dạ có nghe anh ảnh có nói ảnh đó. Ủa, có cái xuồng cho tao nói cái ghe hoài tưởng cái ghe làm ngon lành cái ghe cá. Dạ. Ừ, hôm quên chưa nên nếm hoài ông nội ngọt ngay nên nếm hoài. Dạ. Ôi. Mình nãy mình bỏ nhiêu đó nước mắm nó cũng còn ngọt. Món nấu đồ ăn đừng có ngọt quá. Con nấu ưa ngọt nó có tạo cái hơi ngọt ngọt tí vậy. Dạ, trời ơi này ngon như chè. Dạ, nãy con chưa nêm lại nữa. Nêm lại chưa? Dạ, nãy chưa, ớt cái đồ rồi. Cái đồ nó tệ, có nửa ký đường. Dạ, ớt đồ rồi, cái chứ chưa. Dạ đây bác Trang. Hai đứa ra chơi bác Trang coi. Trời ơi, chung trong đó ăn chi mất công, lát nữa gió thổi làm cái đùng nữa. Tao đi theo ông bà luôn á. Cho gạo cho, gạo lên cho. Dạ rồi, chú rồi, con, dạ con bắt con rồi. Trời ơi, đừng kêu chú mọi. Tôi già lên ngừng chết luôn á. Chưa lớn tuổi rồi. Lớn gì có 50 à. Em bữa nay là 40 chưa? 38 mà. Cũng chạy sắp chỉ rồi, kêu chú gì nữa. Cũng còn ngọt nữa nè. Giờ tí xíu nữa tôi nêm lại cho. Có cái kem muối nè. Trời ơi, trời mò mới tôm hả? Dạ, anh thứ ba cho hôm qua. Ê, mấy mắc dịch kia sớm tôi đi xin cá đâu rồi, cho mà. Đem ở đây chiên rồi. Đâu? Dạ đêm rồi. Bắt cái chảo chiên luôn ơi. Đây nè chú. Mời cả nhà đến với tiếng rau cuộc đời mà chú đêm. Đây là cái màn này, tập này là tập đi ăn trực. Cả nhà. Đó, siêu ăn trực luôn. Nói chung là ăn trực từ ở địa đầu Tổ quốc. Từ Đông Bắc sang Tây Bắc. Về tới miền Trung.
miền Trung vô tới miền Nam, miền Nam xong về tới đất mũi Cà Mau, ăn kêu băng là ăn dài lết từ đất mũi Cà Mau ra tới ngoài địa đầu Tổ quốc. Nhưng mà đi tới đâu được ngón cái mà tấm lọt cũng được lọc ăn, bà con cho ăn vô tư, trâu ôi ngon. Cái này mà anh em ném lại chút xíu nữa là ngon, dằn chút xíu nữa mà sa tế mà ở khô vô cho đã, nhưng mà mấy nhỏ ăn được, đừng bỏ vô. Dạ. Bỏ vô tội nghiệp mấy nhỏ ăn được. Rồi con gái bữa nay có làm gì không? Con bé con gái không tên gì? Dạ. Bữa nay sáng giờ có đi làm gì không? Dạ, không, hồi sáng giờ bữa nay có ở nhà có phụ mẹ. Rồi vậy tốt. Rồi định ở nữa là làm cái trang trại dịch ở bên nào? Dạ chắc ăn sau luôn chứ. Phải làm cái đường đi vô. Mở cái mương này ra đặng lùa cho nó chạy ra chạy vô rồi đặng lùa dịch về. Hay là cái khỏi cổ mở cái mương này. Cái đó chú tính dí bằng cái gì nó ở đây thả lan sợ nó đi. Hả? À? Ở đây thả lan sợ nó đi người ta không. Thì bây giờ có cái mương đây sát bên nè mà người ta cầm lưới. Dạ. Cầm lưới là nó đâu đi ra. Trời ơi em mệt ở bên ở chỗ Kiên Giang nông trường sông Hậu của người ta chăn dịch nó là ta lấy cái xuồng á, nó chèo nó đập cây với nước là nó chạy, nó biết đường đi, sáng nó được sáng nó đi chiều nó về. Dễ lắm. Dạ. Mỗi con vịt gắn cây con chip vô cho nó. Mỗi lần nó chiều bây giờ chờ chuẩn bị về đúng không? Ta ngồi đây ta bấm nút một cái là nó chạy về theo cái con chip à. Không. Biết con chip đó không? Để sắm vô mới con chip đó cho. 130 con vịt gắn 130 con chip vô. Không không biết. Sao không biết? Không biết xài đâu. Để mốt chỉ vô xài. Mỗi con vịt á gắn con chip nó vô ngay chỗ cái mỏ nè, mỗi lần mình kêu nó về mình bấm nó rung là bắt đầu cái nó kê mỏ nó lên là nó nhớ đường nó đi về à, nó về theo cái đường sống á, đường sống của con chip á ha. Dạ. Rồi nó không mất rồi à, bữa nay đổ đất vô à. Dạ. Mừng không? Dạ, mừng. Mừng lắm à. Hôm qua ba ruột qua tiếp ổng già ổng nói trời được cái nhà tao mừng quá. Ổng đi đám cúng cơm vậy cái ổng xiết xiết thay đồ ổng qua ổng phục tiếp. Tới chiều tối luôn chứ lúc chiều chú đi ngang là mới qua chút xíu ba ruột. Dạ. Ổng sáu mấy tuổi mà ổng đào đất ổng nói ghiên không nổi thế ba đào cho tụi mày ghiên. À. Dạ. Qua cả mượn. Nhà đào khiêng hết. Dạ khiêng hết đâu mượn em với mà hai đứa cháu nữa. Có mấy anh em thanh niên xung phong vô đây phụ nữa mà. À, anh với em rồi đó, với cháu rồi đó, dạ. Ừ, vô phụ người ta chân em. Mới làm kịp chứ, không thôi không kịp. Dạ. Nói chung vậy là cũng mừng, vui rồi. Thôi gán ngủ ngoài, ở ngoài cái chỗ ngoài thêm về hôm nữa đi. Dạ. Ha? Ngủ với nó kỷ niệm. Mày nhớ hai chồng mày ra ngoài ngủ, hai vợ chồng bay chụp lại tấm hình kỷ niệm, nhớ là cái chòi. mày muốn mang bay giàu rồi đó, nhớ là cái chòi đó. Phải không? Dạ. Chụp lại là chụp lại hết mấy này kỷ niệm. Dạ có trong điện thoại nó có chụp rồi. Dạ. Rồi cái nhà này nếu mà được thì người ta làm chỗ cho dịch nó cứu thân. Dạ. Chắc con làm dần sao? Nó lại. Dạ. Làm đâu đầu dắt đi xuống dưới coi sao ngoài đó không biết đi ngõ này được không nhỏ không biết. Dạ không đi đường này mới được. Đi đường nào? Có xuồng bơi đi đây xuống. Xuồng chèo bơi ra ngoài nữa hả? Đi đường này sợ nó dơ. Thôi đi được. Về khỏi đi. Bây giờ chèo xuồng nữa mệt lắm, giờ chưa đói rồi. Dạ. Rồi nấu cơm chưa? Dạ nấu rồi chú ơi. Ok giờ lát nè tới cái màn chật nha cả nhà. Thì sự cái nhà của chi thấy vậy chứ dòng gió lên là mấy mẹ con sợ. Chạy ra ngoài lúc trước có cái giường ở đây nè. Đó, có giường ngay chỗ này. Con ấy chén đi con. Ủa gì coi lại trên màn ảnh cũ á, cái mà cái hình hài cũ á. Có gì thấy. Nhìn thấy tội luôn. Đâu dám ngủ đâu. Thì toàn bộ là lấy cái đồ á. Xả mình không có xả nữa kìa. Lấy cái đồ mà che mấy miếng bạc đồ che. Cái này đợi chút xíu đi cho nó gục chút đi đừng bỏ ra. Để tôi tẩy cái này lại coi. Nhăn xuống phải nêm lại, ngọt lắm. Đi xíu nó dằn. Này kêu phải dằn lên chứ gì. Chắc đổ đường nhiều lắm luôn hay sao á. Nêm cả giá nước mắm cũng còn ngọt. Thắng đường thắng dừa thôi. Thắng quá trời thắng.
Rồi em cái này 10 mét không? 10 mét à? 4 mét, 10 mét à? Ok. À, toilet nữa nằm đâu? Toilet nằm góc bên này hả? À? À ngay chỗ này làm toilet tới vậy? Toilet ngoài này đúng không? Rồi làm cái toilet. Ở đây 4 mét, 10 mét. Thì nhà xây 3 cứng. Nền cứng, vách cứng. Máy cứng 60 triệu. Giá cũng hữu nghị. Thì bên quỹ ban họ cũng hỗ trợ cái lực lượng vô để mà phụ, cũng giảm bớt cái chi phí tiền công. Nhà thầu tính cái giá tiền công, nhân công của người nào làm hồ ấy, còn mấy khiên giác đổ này kia nọ đó. Thì phụ hồ đó bên thanh niên xung phong của xã vô phụ. Đất ở đây thì cũng làm phải bắt đầu mới bơm nước vô lông vẽ lại, vẽ cứng để nữa lót cái nền nó không bị sụp. Thấy vậy chứ nhiều đại đất cả khiên và coi như là chảy cái mỏ xuống luôn á, chứ không phải chơi đâu. Ừ. Đó. Thấy đất này nó nặng lắm chứ không phải chơi. Mà đất này giống như đất sét, cái này nó lại sình chứ không phải đất sét. Đất này quỷ này nó khô thì nó cũng cứng, nhưng mà khi mà nó nước vô nó trơn trơn chết luôn. Bây giờ đẩy đất từ ở dưới ghe lên còn phải giọng giọng cho nó dễ chứ không giọng đâu được đó. Tại trong đây là vùng nông thôn, vô trong xa đây sát cửa biển rồi. Sao đích nhà chi chạy ở Mỹ chút xíu chừng hai cây nó tới biển cha nó rồi. Cho nên mình thử đi, vận chuyển vật tư vô rất là khó nha cả nhà. Mỗi một lần mà vật tư mà vận chuyển từ ngoài huyện đi vô trong này nó xa, rồi phải vận chuyển đưa xà lan vô. Rồi dạo này thì bây giờ xăng dầu nó lên, ông nội ông Nga với ông Ukraine gì đó đánh nhau đùng đùng chi cho bây giờ xăng dầu lên giá khổ. Anh qua bển đàm phán đi, tôi đứng tôi làm trọng tài cho. Đó bây giờ cả nhà nè, đó lấy môi đất ở đây nè, thấy không cả nhà? Đó môi đất từ bên này dục qua bên kia. Bữa cái cục đất ở đây nó cao nhiều mà sắn lấy dục vô hôm đó nó còn nhiêu đó. Đất này thật nó khô thì nó cứng, mà miễn sao nó có nước vô lại bắt đầu nó mềm, nó lúng vậy nè. Nhưng mà phải vẽ đầm nó lại, đầm máy đầm tay em. À lấy chàm dặm gì, à dặm tay. Hôm nào ta sắm lại cái dầm máy đi. Vậy hả? Dính hả? Dầm máy bây giờ nếu mà muốn dính á, bây giờ chơi cái miếng đế cao su á, vỏ xe á, quất miếng vỏ xe dưới là không dính. Một lần nữa thì cái căn nhà này đã được chị Phượng Đan Mạch tài trợ cho căn nhà 100% và cái vốn để mà nuôi dịch sim lai biển. Thì ở đây dùng nước mặn quý vị cũng biết rồi, chỉ còn nước là nuôi dịch sim lai biển thì nó dễ sống thôi, là nuôi con vật khác nó cũng rất là khó sống. Ở đây hầu như là quý vị thấy nhà mà nuôi gà cũng hơi khó, nuôi đừng nói chi. Cho nên mình thử ra thì bà con cũng có cái nghề gì mà nếu mà buôn bán trên ghe thì họ phải tốn tiền xăng dầu, họ chạy ra tốt ngoài huyện họ bán, chỗ nào khu dân cư đông họ mới bán được đó. Nhưng mà bữa nào mà bán ấy cũng lại lỗ xăng dầu nữa, cho nên thì họ cũng hết cách để mà làm ăn sinh sống. Chính vì điều đó thì chị Phượng cũng đã tài trợ cho cái chợ chuồng chăn nuôi vịt với một số vốn là 10 triệu đồng cho 130 con vịt. Cái số này cũng khá là nhiều đó, mà cũng tương đối hợp lý, cân đối được cái số tiền để mà giúp cho một hoàn cảnh có được cái chỗ nắng che mưa và đồng thời có được cái công ăn việc làm. Ở bên cạnh đó thì Sang cũng trích cái tiền quỹ trong tiếng giao cuộc đời để mà mua cho vợ chồng anh Chi một cái xuồng. Thì tại sao những căn hộ hay Sang hay mua cho họ một cái xuồng máy, thì trong này là cái dùng đường thủy là chính, cho nên là cái xuồng máy đó là một trong những cái phương tiện để người ta mưu sinh.
Thì bây giờ nếu như có cái xuồng máy họ có thể lụm trứng đem đi ra ngoài bán, đưa con cái đi học rổ này kia nọ. Thì cái cách của Sen hướng đến cho bà con, thứ nhất là giải thoát được, giải quyết được cái nghèo khổ, là có cái chỗ che nắng che mưa. Cái thứ hai là công ăn việc làm. Cái thứ ba là cái phương tiện họ đi lại ở trong cái vùng sông nước, vùng sâu, vùng xa như thế này. Thì nếu mà chúng ta đạt được cái ba cái mục tiêu đó để mà hướng đến bà con mà thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ, thì chắc chắn rằng gia đình nào mà đón nhận được cái nhân viên đó thì họ sẽ giảm đi cái sự đói nghèo. Trừ trường hợp họ lười biếng, họ không chịu làm thì mình cũng đành bỏ tay. Cho nên là cái hướng của Sang là mục tiêu là mình đi cái chương trình Tiến Ra Cuộc Đời để chia sẻ hơi ấm của Mạnh Thường Quân đến cho bà con nghèo. Thì mình phải tính toán theo thế à, mình phải hướng cho bà con làm gì để mà thoát nghèo, chứ không phải mà chúng ta cầm cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân đem tới cho. Mình không thể nào mà mình cho hoài suốt cuộc đời được, mình chỉ giúp là giúp trong cái ngặt đó, chứ mình không thể nào giúp cho cái nghèo lâu dài. Mà trong cái giúp cho cái ngặt đó, mình phải tính toán để làm sao cho họ có cái cần câu, họ không mưu sinh, họ làm lụm để họ tự nuôi lấy bản thân, họ mới phát triển, là họ mới thoát được cái phần mà nghèo khổ của họ. Thì đó là cái tiêu chí của Sang đi hàng đầu. Cho nên Sang rất mong tất cả quý vị khán giả hãy tiếp tục, cũng như là quý vị Mạnh Quân tiếp tục đồng hành với Sang trong chương trình Tiến Ra Cuộc Đời, cũng như là quỹ vì người nghèo. Thì chương trình Tiến Ra Cuộc Đời thì cái phần mà đi khảo sát của Sang, cũng như là Sang đến thăm hỏi đầu tiên, thì Sang đều trích cái tiền túi của mình từ cái đồng tiền mà Sang đi bán khẩu trang, bán nón bảo hiểm, rồi bán máy bình nước, thuốc sát khuẩn, rồi bán đồ lưu niệm. Và bên cạnh đó Sang cũng đang bán cái bánh trung thu để trong cái mùa dịp trung thu năm nay. Quý vị nào có dịp mua bánh trung thu để mà tặng cho bạn bè, người thân hay là khách hàng, để ủng hộ bánh trung thu của Sang. Thì tất cả những cái đó Sang bán để lấy chi phí, làm cái lấy tiền lời của mình để chia sẻ với bà con, cũng như là làm chi phí cho chuyến xe không đồng, cũng như là cái những chi phí đi lại để khảo sát như thế này. Thì bên cạnh đó Sang rất mong mọi người hãy liên lạc với lại cái số hotline đang ở trên cái màn hình để mà mua những dòng sản phẩm của Sang. Còn riêng về tất cả những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào muốn chung lòng chung sức các chương trình Tiến Ra Cuộc Đời, cũng như là quỹ vì người nghèo, quý vị hãy gọi tới là số điện thoại là 0906 86 3943. Thì mọi sự thắc mắc quý vị có thể là liên lạc thông qua cái số đó của Sang. Và bên cạnh đó số tài khoản của Sang là chủ tài khoản là Trần Huy Đăng, và số tài khoản là 6 con số 0 đầu 216263 Ngân hàng Vietbank. Đó là cái số tài khoản duy nhất của Sang. Rất mong mọi người khi mà chuyển khoản để ủng hộ chương trình Tiến Ra Cuộc Đời, để chia sẻ hơi ấm đến cho bà con dùng sông nước ở tỉnh Cà Mau, đặc biệt dùng Phú Tân nói riêng. Thì mong rằng cô chú anh chị giúp dùm Sang ghi rõ họ tên và ủng hộ chương trình Tiến Ra Cuộc Đời, để mà Sang thường xuyên cập nhật ở trên cái màn hình để mà cho quý vị nắm rõ cái số tiền của quý vị. Làm rất là cực khổ khi mà nhận được cái đồng tiền giúp đỡ của quý vị, Sang phải tính toán làm sao trao cái tình yêu thương của quý vị, trao đến hoàn cảnh nào cho nó ý nghĩa và thiết thực. Và chúng ta trao được cái đồng tiền đó thì giúp cho họ thoát được nghèo, họ có được cái mưu sinh, họ có được cái cuộc sống mới, thay đổi được cuộc đời. Đó là cái điều mà tất cả quý vị Mạnh Quân cũng như quý vị khán giả luôn trông chờ ở những cái công việc của Sang. Thì Sang cũng gắng cố gắng hết sức của mình, bằng sức lực có thể Sang gắng cố gắng làm sao làm những điều gì tốt nhất để mà không phụ lòng quý vị khán giả cũng như quý vị Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, và đừng quên mua bánh trung thu thông qua cái số điện thoại hotline đang ở trên màn hình nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Kết thúc hành trình Tiến Ra Cuộc Đời tại gia đình của chị Chi với biết bao cung bậc cảm xúc, Tám Sàng và anh em lại tiếp tục mang những niềm hy vọng đến với bà con nghèo vùng sâu vùng xa đất mũi. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những tập tiếp theo của chương trình Tiến Ra Cuộc Đời.